Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Đến với triển lãm và hội chợ sinh vật cảnh tỉnh Hà Nam 2024 được tổ chức tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý. Tôi gặp mấy tác phẩm tầm nhỏ nhỏ mà cũng rất may mắn là được gặp chủ vườn tại đây. Ông có một số những cái chia sẻ đối với anh em chúng ta yêu cây về những cái sản phẩm, những cái món ăn tinh thần, những cái tác phẩm của vườn mình. Và có đôi chút tâm sự về cái nhà vườn riêng của mình ở gia đình. Có nhiều chủng loại cây và chất lượng cây như thế nào. Và cái tâm huyết của ông dành vào một cái vườn cây đẹp như vậy. Thì chúng ta cùng nhau nghe có đôi điều tâm sự của ông Lê Đức Ân ạ. Vâng. Chào anh Sinh. Vâng, anh lâu lắm không gặp, trên YouTube thì cũng đã nghe và xem được nhiều các cái thước phim của anh trên YouTube. Anh rất là kỳ công và nhiệt tình với anh em sinh vật cảnh ở toàn quốc. Hôm nay có dịp xuống đây thì cũng gặp anh thì về công tác chuẩn bị Hà Nam lần này thì nó cũng là nội bộ thôi. Vâng. Nó không được lớn, cũng chưa có dịp mà mời các tỉnh. Thì tôi thì trong ban tổ chức thì cũng mang một số cái tác phẩm nhỏ nhỏ ra đây để cùng với anh em để vui. Đấy, mới tác phẩm. Vâng. Tác phẩm đầu tiên đó là cây chắc đúng không? Chắc bách diệp Nhật bonsai. Đấy. Vâng. Chắc bách diệp Nhật ạ. Vâng. 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 Xuất xứ từ Nhật này. Vâng. Đó là cái giống cây của Nhật. Đấy. Thế là tôi thấy nó anh em thế còn là, cái gỗ này là cái miếng gỗ này trồng cái cây này vào cái miếng gỗ lũa. Vâng. À, cái hay, chậu để nuôi ở dưới rễ xuống đây cho nó hay quá nhỉ. Phối hợp rất đẹp. Vâng. Mà cái miếng gỗ lũa nó rất hợp với cái dáng cây để thoải mái luôn. Vâng, rất hợp với dáng cây. Vâng, tôi truyền tải cái số điện thoại của ông Nguyễn Đức Ân để anh em ta giao lưu này. 0913 0913 208 466. Vâng. Đẹp. Nói chung là cái màu xanh của cây chắc bách diệp thì nó màu xanh của nó rất là tuyệt vời luôn ấy. Lúc nào cũng tươi như thế này. Cái gỗ này là chất gỗ gì anh? Nó gỗ nghiến anh ạ. Gỗ nghiến. Vâng. Gỗ nghiến nó nên là để thoải mái. 6-7 năm rồi chưa thấy nó đẹp quá, nào. Hấp dẫn quá. Thế ở cái triển lãm kỳ này thì ông mang ra mấy tác phẩm ạ? Tôi mang có 3 tác phẩm liền nhau này. Có 3 tác phẩm thôi. Vâng, cái chắc bách diệp, cây si trắng và tùng la hán. Vâng, cái cây chắc bách diệp này mà giờ giao lưu thì tầm khoảng bao nhiêu tiền đâu ông ơi? Dưới 10 triệu anh ạ. Vâng. Dưới 10 triệu. Vâng. Cụ thể hơn được không ạ? Vâng, nó tầm 6,5-7 triệu. Vâng. 6,5 triệu. Nó vâng. Cũng là giá trị kinh tế nó không lớn nhưng mà nó lạ. Vâng. Vâng, cũng là cái chơi những cái dòng cây nó cũng rất là phổ biến và nhiều người ưa thích. Chúng ta đến với một tác phẩm si này. Si trắng đấy. Cây này có thể còn gọi là cái si da báo anh ạ. Vâng. Vâng, chúng ta nhìn thấy rõ ràng là màu da của con báo đây. Si trắng cũng được. Báo cùng đá anh thấy cũng được cái gì nhỉ? Vâng, đá này là đá thấm thủy à? Không, con là đá rắn đấy anh ạ. Đá rắn đấy. Đá này rêu là rắn đấy. Nó lên rêu đẹp quá nhỉ. Lên rêu nó về phong hóa nó lâu rồi. À. Nó dòng kiểu như dòng kiểu như dạng cổ thạch ấy. Cái đá này nó mà đánh axit thì lại ra màu khác. Vâng. Nó có các cái lỗ hang hốc để cho bệ cho rễ si nó luồn vào. Rất đẹp. Hay đấy nhỉ. Cái này nó có cái dáng nó bám vào đá em thích. Quá đẹp luôn đấy. Vậy cây này mà anh em gọi điện đến alo thì giá thế nào ạ? Cái này thì giao lưu thì anh em nó cũng đơn giản thôi. Cái vé thì nó khoảng tầm 25 triệu. Vâng, 25 triệu. Vâng. Đẹp quá mà. Vâng. Và chia tay với tác phẩm si, chúng ta đến với một cây tùng la hán nữa. Một cây tùng la hán tầm nhỏ, có thể gọi là bonsai bàn trà được đây. Một người bê rất nhẹ nhàng. Dưới là một cái kỷ bằng gốm. Và cây tùng có cái đường nét rất đặc biệt, rất là kỳ dị ở cái rễ và thân. Nó có cái đường nét rất khó. Cái này là rất là phiêu. Anh hỗ trợ Đỗ Sinh nhấc xong đảo hướng ra. Đấy, rồi, thứ này đã xong đoạn tí lại đảo tiếp. Vâng. Đấy, chúng ta nhìn thôi, rất hay.
Cái này tuổi chậu lâu lắm. Cái chỗ này nó cua và nó vâng, dẹt. Cua, nó dẹt. Không có vết gì. Đấy, nó không có sẹo. Sẹo. Đẹp quá. Và nhưng mà anh cắt lá tùng kiểu này à? Và cây này là từ xưa nay là chủ nhân cắt thế, để tạm thời cắt thế. Từ giờ đừng cắt thế này. Vâng. Cái này là về cắt là cắt tỉa. Cắt tỉa và cắt vào đốt. Cắt tỉa. Vâng. Cắt vào đốt. Nhưng mà này cũng vội đấy. Cắt thế này nó thâm đầu lá và vâng, nó đoạn sau nhìn nó dại cây tùng. Vâng. Nó không còn cái nét tự nhiên của cây tùng. Vâng. Tùng La Hán không thể cắt được như xanh đâu. Đúng xanh rồi, có thể rồi, châm trước được. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng như xanh người ta cũng tỉa nhưng mà vâng, còn châm trước được nếu cắt kiểu này, nhưng mà tùng thì không được phép cắt. Vâng. Cái này nó dày như xanh. Vâng. Đẹp mà. Cây tùng này thì giá tầm nào ạ? Vâng, nó khoảng 50 triệu anh ạ. Bao nhiêu? 50 triệu anh. 50 triệu. Vâng. Hàng nhỏ nhưng mà vâng, nhỏ nhưng có võ các bác. Vâng, vâng. Đẹp quá. Thế là có 3 tác phẩm thôi. Vâng, có 3 tác phẩm. Vâng. Đấy, cây này là 50 triệu này. Vâng. À, cây này là 25 là đi 75 này. Vâng. Cây này là 6,5 này. Vâng. Là đi cho là 5 nữa đi. Là 75 là 80, nếu mà cả 3 bộ này đúng không anh? Vâng. Đấy. Đẹp quá. Vâng, xin chúc mừng ông Ân nhá. Và một dịp nào đó thì sẽ Đỗ Sinh sẽ trở về vườn để làm được nhiều cây đẹp hơn. Vâng. Vâng, hôm nay gặp ông Ân đây thì chúng ta chỉ được thưởng thức được 3 tác phẩm trong vườn ông thôi. Vâng. Vâng, xin cảm ơn ông. Vâng, cảm ơn bác. Vâng, bây giờ chúng ta lại di chuyển đến một cây si. Tôi đi qua tôi ngắm cái si này, nó có nhiều những cái vị trí mà chúng ta có thể dùng từ lại rất là quái đấy. Thân quái đấy. Hình ảnh của những cái cây mà đúng cái gu của Đỗ Sinh chơi à, nó có cái những cái nét dị thường. Cây của anh à? À hẳn nào mà anh hỏi tôi, chú ơi cây này có được không chú? Anh đi vào trong này đi, chạy vòng ra đồng kia quay lại đây. Đâu cái thẻ của anh đâu? Chưa gắn thẻ chưa? Ôi rồi ôi chưa gắn thẻ. Thế đi vào đây tí, anh tên là gì? Đó tên là Mạnh Mạnh. Đến từ đâu ạ? Đến từ Lý Nhân Hà Nam. À, Lý Nhân Hà Nam. Xã Nhân Bình. Xã Nhân Bình. Rồi. Thế là tôi biết cái tọa độ của anh rồi. Cây này của anh giao lưu thì giá nào anh? Đó để chơi chứ. À để chơi thôi. À thế hẳn nào anh không treo thẻ? Treo thẻ sợ người ta gọi điện đến. Không bán thì nể, mà bán thì coi mất cây. Ừ chào anh, chào các bạn nhé. Rồi. Đấy, tôi đang tán cái anh có cây si đây. Anh ấy bảo anh không bán, cháu để chơi. Cháu trồng mỗi si chưa có quả đấy. Ừ. Bao nhiêu năm rồi anh ơi? Chắc nó vào cứ là 30 năm rồi. 30 năm trong vườn mình rồi. Anh hôm nay là ngày khai mạc anh? Ừ hôm nay khai mạc đấy. Này khai mạc chỉ 8:30 9 giờ. Rồi. Được đấy. Thế anh có cây này còn cây nào đâu? Mỗi cây chú ạ. Một cây thôi. Cây vâng. Một cây thôi mà lại ở ẩn giấu mình. Không treo thẻ. Cây dưới giáng long. Vâng. Đấy, có một anh gọi Đỗ Sinh đến để chú đưa hình ảnh của cây dưới giáng long cháu lên chút. Đó là anh Nguyễn Văn Hòa. Đúng không ạ? À, đây số điện thoại đây 0979902121 dưới giáng long. À tầm cây dưới này thì là vừa đẹp nhưng mà thực ra cái chậu này nó cũng hơi thừa so với cây cho nên nó nuốt cây. Anh cô vào cái chậu nhỏ hơn một chút nữa, anh có thấy đúng không? Gấp gáp quá đúng không? Chậu hơi to so với cây. Anh ơi, cái này chọn cái chậu khánh như chậu này là hợp lý. Vào cái chậu khánh đẹp. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chỉ vào cái mà chỉ cần to như chậu khánh như thôi. Thì nó sẽ tôn cây của anh lên rất nhiều. Nó theo cổ đẹp hơn. Mà nó đúng với cổ, long là cổ mà. Long cổ. Long cổ đây này, đưa vào cái khánh này mà cũng chỉ cần khánh si cát này để cho nó lên rêu nó mới đẹp. Chứ cũng không cần phải chứ không phần chậu này nó không lên được rêu. Đợt tới này đấy, sẽ thay cái chậu khánh cũng là xi măng nhưng mà anh lên chơi cái chậu khánh kia nó lên rêu như thế này nó mới đúng lối cây long của anh cổ này. Đúng rồi, vâng đấy. Bởi vì chơi long cổ là phải chậu cổ mà lên rêu. Chứ chậu mà bóng bẩy sạch sẽ như là mới tinh như này này không nó không ai được cái đường chạy của nó. Được, tôi đang quay hướng này đây. Được cái ức của nó. Vâng. Cây này thì
tôi mà đăng lên mà anh em nó alo đến thì giá tầm nào đấy? Dạ thì nó thật sự ra là cũng có khách giả trên 40 triệu rồi nhưng mà cũng chưa giao lưu gì? Chưa ra được. Ờ, thế tầm khoảng nào thì giao được? Đó, phải tầm khoảng 55 triệu. 55 triệu. Vậy chốt lại là anh báo giá 55 triệu nhá. Còn trả bao nhiêu là quyền các bác nhá. Có thể 5 triệu báo giá mà giả 55 triệu rưỡi cũng được nhá. Rồi ok. Cười tít mắt. Tôi làm tôi hay vui thế anh ạ. Đấy, vui tí cho nó đỡ, nó hài hước tí cho nó vui. Đấy, tức là giả 40 rồi. Đấy. Nhưng mà anh ấy chưa thuận. Thế thì tôi nghĩ là các bác xem thêm à, cũng là một cái cơ sở để chúng ta tham khảo. À, cây dưới cũng rất có cái nét cũng rất là già cây mà tay của nó to nhá, chứ không phải là nhỏ. Bông dăm thì kỹ rồi mà chơi cây thì càng ngày nó càng đẹp lên. Qua 1-2 năm lại qua 1-2 lần cắt giật nữa, chỉnh sửa nữa thì còn đẹp nữa. Đấy, cũng được. Đấy, chỉ có cái phần chậu thì nếu anh kiếm cái khánh, nhưng mà phải khánh cũ đẹp như này. Còn nếu mà khánh mới thì anh biết cách làm rêu nhanh không? Anh thả nó vào cái bể ấy. Một thời gian anh mò lên là nó sẽ lên rêu. Nhưng cái bể đấy cho cái gì vào thì tôi không tiện nói. Đấy, nó sẽ lên rêu nhanh lắm. Rồi, ok đấy. Chào anh Hòa nhá, chúc mừng. Chào tất cả mọi người. Vâng, và bây giờ chúng ta đến với một tác phẩm hoa giấy này. À, chúng ta ngắm hai cái chậu này. Đó là sản phẩm của cơ sở chậu Đào Chậu. Và ôi giời, chào các bác nhé. À, xin chào anh Sinh. Chồng quen quen. Vâng, anh bác Quỳnh. À, các bác đến từ Hội Sinh vật Cảnh Việt Nam. Chào các bác. Nam Định. Vâng, anh về Nam Định nhỉ? Vâng, vâng. Vâng, em chào bác. Em là Đỗ Sinh, Hương Sắc Đỗ Sinh. Hương Sắc Đỗ Sinh. Vâng. Em đến đây từ 10 giờ hôm qua. Tối hôm qua các anh bố trí nghỉ ở khách sạn Thanh Thủy. Sau đấy sáng nay ra đây để dự cái khai mạc. Vâng, chào bác. Danh bất hư truyền. Các bác vừa đến à? Vâng. À, trong một cái thời gian là ít phút nữa thì sẽ diễn ra cái buổi lễ khai mạc triển lãm hội chợ sinh vật cảnh 2024 của tỉnh Hà Nam. À, đây là những cái giờ phút trước giờ khai mạc. À, tôi có hình ảnh một số những cái tác phẩm mà tôi lựa chọn trong cái không gian triển lãm cũng rất là rộng như thế này. Ra cái tay nghề hay quá nhỉ. Vâng, nhìn cái tổng thể một cây dưới. Cây hoa giấy của nhà vườn Nguyễn Văn Hòa. Vâng, chào anh. Và trước khi kết thúc, Đỗ Sinh gửi đến hình ảnh của một cây khế dáng siêu. Chúng ta hay dùng từ dáng bàn trà. Với cái bóng của cây cũng khá đẹp và rất nghệ thuật. Sau khi lao ra với một khoảng cách rất lớn thì vươn lên theo phương thẳng đứng, tạo nên những cái đường đi của tay cành. Thậm chí có một cái tay rơi cũng rất nghệ thuật luôn, buông xà xuống này. Cây dưới đang rất nhiều hoa và quả. Những trái khế nhỏ xuất hiện trên tất cả các tay bông. Và những cái chùm hoa còn đang rất rực rỡ luôn.
Và cây khế hấp dẫn đấy, đặt ở một góc mà dưới có bộ bàn ghế đá ngồi uống nước là được rồi. Đấy. Bệ với cái cốt chậu rất lâu. Đẹp quá. Nhìn nó in lên trên nền trời phảng phất rất tuyệt vời. Vâng, Đô Sinh xin chào các bạn và chúng ta nối tiếp ở những cái chương trình tiếp theo.